làm nông dân nè, trồng rau để bán ké giống như ông Đặng ngày xưa Pittsburgh. Thấy không? Mày lúa này đẹp gái quá vậy. Coi coi trồng gì bên đây. Trời nhà cửa gì đông vậy, hết cua tham mẹ nó rồi một thời gian đó. Làm gì đây? Trời ơi, làm xong cái làm cái trái ra ngoài này nữa thông minh vậy. Qua wow, làm cái vàng nữa thông minh đó nha. Giỏi hơn kỹ sư á. Ok. Chở, chở ở đâu? Đi đi đi, tưới bà xuống. Wow, trồng cây trồng cối quá trời đất luôn. Chửi gì nó tới nó đang ngồi uống cà phê coi YouTube. Coi YouTube tới chiều cũng được nữa chứ có gì đâu mà chửi. Trời, nhà mình này đẹp quá, cây thì lá lạ vòng vòng, chỗ nào cũng có nha. Nhà bà chị hai này đẹp luôn. Cái này cần phải làm một cái walkway nữa, vòng ra từ cái gara ra, cái driveway lên đây để bỏ mấy cục rác cho nó dễ coi. Chứ bên kia đó, nhà bà chị hai này bà rồi, hết thời gian rồi còn làm cái gì nữa, thấy chưa, rau quả rồi trước thì bông đủ thứ hết, chỗ nào cũng có bông hết, có cây hoa anh đào ở đây nữa, quá đẹp